chương trình, cái là kênh YouTube mình đầu tiên là đầu tiên mình tự ra lại chúc cô chú chị khán giả xung quanh ngày mới ăn lành và phúc. Hiện tại mình đã có mặt tại huyện Châu Thành, tỉnh Châu Vinh, cập nhật chơi ngon của Châu Thành tập luyện tiếp tục. Thì hôm nay ở chơi ngon Châu Thành đã hạ thủy và chọn một cái địa điểm rất là tốt để tập luyện nha cô chú chị, chứ không tập trên sàn rồi đâu nữa. Quá đẹp luôn rồi, hôm nay quá ngon rồi, quá luôn. Nghe bên đây bơi. Rồi thì mình đã tiếp tục cập nhật đội cây ngon Châu Thành sẽ địa ba tập luyện những ngày tiếp theo để chuẩn bị cho mùa giải hội hóa bóc của tuổi trẻ ngày hôm nay. Thì đội cây ngon Châu Thành đã chọn cái con sông như là tập hàng năm. Một cái địa, con sông này nó rất là thẳng luôn nha cô chú chị, rất là dễ tập luyện. Rồi thì mưa nó lại cũng ok. Theo anh Tơ nhìn thấy ngày hôm nay thì cái đội dây ngon của Châu Thành có tiến triển tập rất là tốt nha cô chú chị, rất là đều nha. Mấy năm trước thì mình chia sẻ trên cái tập trên sàn á, thì mình không có biết là đề ba của mấy anh như thế nào, thì ngày hôm nay mình trực tiếp có mặt ở đây, mình muốn ghi hình lại cách đề ba của đội dây ngon Châu Thành tăng tốc như thế nào để quý vị xem. Thì mình tập trên sàn đi đâu á, tập bộ sức khỏe thôi, quan trọng cái đề ba để cho ghe mình nó bơi có tốc độ nó sẽ khác xuống ghe nha các chú chị. Thì ở đây mấy anh đã trực tiếp xuống ghe rồi, hiện tại tập luyện liên tục 10 ngày trước nha các chú chị. Còn ở phía trước này có bực bình nhiều quá, không biết là thầy ba có đi nổi hay không đây. Rất là nhiều dòng nó chạy lên xuống liên tục luôn, chúng để lấy cái tốc độ dễ dai của người của mình cho nó tốt. Thank you.
rồi, tới điểm đích luôn rồi. Thì hôm nay thì theo tôi nhìn thấy có mấy đội ngon một cái trại nghe của chúng chị để cho mấy anh nghỉ ngơi uống nước này kia. Thì nghe nói tháng này bão vô á thì vừa nó hỗ trợ cho một cái giảm để cho mình tập điện tại khu vực này. Ngày thứ mấy rồi anh? Mới tập từ ngày thứ mấy rồi? Rồi, đến chỗ nghỉ ngơi của chương trình thì anh xả hơi và tập tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì mình chỉ cập nhật đội nghe ngon của Châu Thành tập luyện ngày thứ bảy để cho cô chị chị xem này, cô chị xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh Winter, tặng Winter một like một lượt chia sẻ nha cô chú chị. Winter sẽ tiếp tục cập nhật các đội nghe ngon trong toàn tỉnh trà Vinh để tham dự giải đua nghe ngon năm 2024 tại sông Long Bình hàng năm tại tỉnh trà Vinh. Thì cô chú chị xem ủng hộ Winter, hẹn cô chú chị xem tiếp đâu sau của Winter.